Lời đầu tiên đây Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn một ngày thân thương nhất nha. Mà này Tuấn ra đường Lê Duẩn. Nghe nói có cô ấy bán cơm trường tổng hợp các bạn. À, thì mình nghe thấy lạ. Nói chung là lâu quá cũng không ăn món cơm sườn tổng hợp. Mà không biết là tổng hợp cái gì cơ mọi người. Thường cơm sườn là có bì, chả rồi nói chung là đầy đủ rồi các bạn. Rồi là tổng hợp. Mà không biết phải không? Hôm nay mình tới đây mình coi mình ăn có phải đúng không à. Mình giới thiệu cho mọi người thêm nha. Mình mong ông mọi người xem video nhớ ủng hộ kênh rồi chia like chia sẻ cho mọi người nha mọi người. Đây là đường đại lộ Lê Duẩn. Thì em có gì hơn mình cũng cảm ơn mọi người thêm video díu chia like chia sẻ cho mọi người rồi. Mong mọi người nhớ ủng hộ kênh. Mình cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem nha mọi người. À, đây tới rồi các bạn nè. Đó, cơm tấm xà bì trướng bạn. Đó. Tấm xà bì trướng ngon. Đó, rồi tới rồi bạn. Nói đầu tiên đây Tuấn xin kính chúc cô chú chị các bạn một ngày thân thương nhất nha. Ở đây Tuấn qua bên đường đại lộ Lê Duẩn các bạn. Nghe nói cô ấy bán cơm tấm rồi rất ngon mà. Có gì hơn cảm ơn mọi người qua xem video chị like chia sẻ cho mọi người nha. Sẽ cố gắng mình quay những video mới cho mọi người xem. Đó các bạn thấy không? À, quán cơm tấm thường một, trời một dĩ, giờ một này dĩ, giờ này chấm giờ cuối một sao dĩ, không hết trứng nữa. Hỏi bạn ngon không? Những cơm thường đó bạn. Rồi mình sẽ cố gắng mình quay những video mới cho mọi người xem rồi những món ăn vỉa hè đường phố Phan Thiết với mình. Đó, sống thấy bạn thấy không? Dĩa cơm trường này đúng không bác? Có quá đá chưa? Nói chung là mình cũng cảm ơn mọi người nha. Xem mình díu, chị like, chị kể cho mọi người nha. À, ngon quá. Quán mình bán đây được bao lâu cô? Chắc đi cũng mới bán hả? Mình bán buổi sáng hoặc có bán buổi chiều gì không? Nữa hả? À, sáng thường mấy giờ cô bán? 6 giờ là bán anh. 6 giờ hả? À. 6 giờ, buổi sáng 6 giờ đến 10 giờ. 6 giờ là bán tới trưa là nghỉ ngơi ha? Dạ đúng rồi, ở chiều là tháng, 4 giờ đến 10 giờ. Tháng 30 ngày có nghỉ ngày nào không? Dạ có, là mùng 1 nghỉ. À, là mùng 1 nghỉ. Mọi người biết cô ấy bán 1 tháng 30 ngày chỉ nghỉ ngày rằm với mùng 1 các bạn. Thì những ngày thường là đều bán hết nha. Thì mong mọi người xem video nhớ chia like chia sẻ cho mọi người ủng hộ cho cô ấy các bạn. Đường đại lộ Lê Duẩn. Đó, các bạn biết cái quán cơm của ấy là tên là Sa Bì Trướng. Có ấn chưa? Nghe tiếng khiếp chưa mọi người? Đó, mọi người thấy không? Sa Bì Trướng, Hai Phương, cơm tấm nha mọi người. Đó, Sa Bì Trướng, sao gọi là ta Sa Bì Trướng cô? Sườn bì chả. À, sườn bì chả. À, Sa Bì Trướng, gọi là sườn bì chả. Cha, độn lại các bạn. Thấy hay không? Thấy lạ, hỏi sao, hỏi là ngược lại bạn. À, mọi người thấy đã không? Dĩa cơm thấy không? Sắc sảo chưa? Nói chung lâu quá chưa ăn cơm tấm sườn rồi. Bên đây mình ăn mình review cho mọi người xem nè, hả ngon mọi người. Thì các bạn thấy đây nè. Dĩa cơm tấm thì có nước mắm giả nha bạn. Đó, có nước mắm giả ngon chấm hay không nha nào. Còn đây các bạn sườn thì các bạn biết rồi. Đó, sườn nè. Trứng ấp la bạn. Rồi đây có cà chua rồi dưa leo. Đó, ở đây các bạn biết không? Món này mới là ngon nè. Bì nè mọi người, đó. Sườn bì chả chà, thấy không? Mọi người thấy không? Đã không? Quá đã luôn. Thôi bây giờ mình ăn mình review cho mọi người xem đó, quán cô ấy các bạn thấy không? Sà bì trướng là sườn bì chả. Mọi người thấy hay không? Hay bộ không? Bắt đầu mình hỏi tại sao mà có đặt tên là sà bì trướng các bạn. Ai ngờ ngược lại bạn. Hay quá. Ở đây là đường đại lộ Lê Duẩn. Các bạn biết cái giờ này số nhà số mấy cô ha? Không có số hả? Đường đại lộ Lê Duẩn các bạn. Các bạn nhìn mà phố mì cây là ngó xéo qua là quán cô ấy bạn. À, thì quán cô ấy bán buổi sáng từ 6 giờ bán tới trưa. Rồi nghỉ ngơi chiều bán lại tiếp bạn. Thì mọi người muốn ăn xà bì trướng là cứ tới đây nha. Đó, mọi người ăn xà bì trướng là tới đây bạn ơi. Xà bì trướng là sườn bì chả đó các bạn, hay không? Thôi giờ mình ăn review cho mọi người xem nè. Các bạn biết quán cơm của ấy rất là thoáng mát ạ. À. Đường đại lộ Duẩn,
đó các bạn biết đây là đường Đại Lộ Dũng, bạn muốn đi đường vừa ở Phú Trinh cũng được mà đi xuống đây cũng được, à, xuống mà đi đường phía bên đường Nguyễn Tất Thành vậy chạy xuống đây cũng dễ kiếm bạn. Cũng mong người xem video nhớ chia like chia sẻ cho mọi người rồi, mong mọi người nhớ ủng hộ kênh rồi các bạn không? À, thì quán TV hè thôi mà các bạn biết rất là thoáng mát, ăn cơm rất là tuyệt vời luôn á, ăn cơm xuồng xà bì trứng, quán cơm xà bì trứng mà tên gọi là xà bì trứng nhưng mà ngược lại là các bạn biết là xuồng bì chả đó, đúng rồi đúng. Hello, chào bây giờ. Lời nói đầu tiên đây, Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn một ngày thân thương nhất nha. Mà đây Tuấn qua đường Đại Lộ Lê Dũng, nói cô ấy bán cơm xà bì trứng các bạn. Các bạn biết xà bì trứng là gì không? Xà bì trứng mình hỏi lại các bạn biết là cô nói là xương bì chả. Nó ngược lại bạn, quá hay bạn. À, thì bên đây các bạn thấy không? Dĩa cơm nè. Thì có gì không, cảm ơn mọi người qua xem video chỉ là chia sẻ cho mọi người nha, mong mọi người xem video này nhớ ủng hộ cho cô ấy, thì mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới, nhiều món ăn vỉa hè đường phố mình thiết với mình cho mọi người xem rồi. Xà bì trứng đó, ngon chưa? Đó, ngon quá đó, ăn đây thì bạn thấy có nước mắm này, nước mắm giả này mà nè, ngon không? À, bây giờ mình chan cái mắm giả này lên cho mọi người xem rồi, cảm giác rồi nó thấm ăn ngon lành ha, như thế nào rồi. Bây vẫn các bạn biết là mùa hè đã tới rồi, là bạn nóng được mà mình đi nhiều chỗ mình cảm thấy gió trong lành rồi, đang mùa hè nóng được bạn ha. Thì bên đây mình ra ngoài đường Đại Lộ Dũng, các bạn biết đường Đại Lộ Lê Dũng ở Bình Phước của mình rất là thoáng mát nha, đó sẵn mình ăn dĩa cơm nha, review cho mùi thêm rồi những món ăn vỉa hè đường phố Bình Phước của mình, thấy chưa, mọi người thấy ngon xà bì trứng này các bạn, ngon chưa? Đó. À. Rồi mình dần mời cả nhà nha. Ăn miếng rồi xà bì trứng ngon mà. Rồi. À. Mọi người thấy không? Cái miếng xà bì trứng mà. Thường cơm tấm các bạn biết có chỗ bán cái món này, có chỗ không bán nha. Ừ. Ngon quá. Chung cảm ơn mọi người qua xem video rồi, chia like chia sẻ cho mọi người rồi, mong mọi người nhớ ủng hộ cho cô ấy rồi những món ăn vỉa hè đường phố Phan Thiết của mình mà. Còn ngon. Đó, các bạn thấy không? Trứng gà ốc lan mà thấy ngon, thấy chưa? Ồ, đã nãy nói mà mùi nó bốc lên thơm rồi bạn, chảy miếng mà ngon quá, quá ngon rồi. Miếng cà chua bạn ăn vô cảm giác rồi nó tươi mát rồi cho cơ thể của mình nè. Bạn biết cái nước mắm này cô ấy làm không ạ? Mắm thì mắm giả là ngon. Trang dĩa cơm thường vô ăn đúng tuyệt vời luôn. Nói chung là cảm ơn mọi người nha. Xem video nhớ like chia sẻ cho mọi người. Sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới rồi những món ăn vỉa hè phố Phan Thiết với mình cho mọi người xem. Ở đây gần đường Lê Lợi, đường Lê Dũng bạn. Xe qua lại rất là ồn á, lúc mình nói tiếng nó hơi ồn, mọi người xem video thông cảm nha. Ngon quá rồi, ngon, ngon lắm. Giờ mình ăn miếng trường nè. Ngon, miếng trường quấy ướp thấm ngon mà. Ăn ra chị thấm thơm không? Còn ngon lắm. Cái miếng trường mà ướp mình ăn cảm thấy nó thấm vô trong cái miệng mình, bạn biết không? Đã luôn. Này mình phải chấm là phải 9 điểm nè bạn. Được rồi. À.
leo được đã. Ừ, ngon rồi, bảo bảo luôn. Ngon. Cái trứng ấp là bạn ăn cá trứng mà cảm thấy nó thơm thơm ngon. Trước giờ cô có bán đâu chưa hay là vô tới đây là bán này là đầu tiên luôn? À, bán thành phố rồi bây giờ về đây hả? Nhà nhà cô là cũng ở Phan Thiết hả? À. Ở trong đó là bán là hợp đồng luôn đó chứ không? Rồi. À. Bây giờ ở trong đó nghe nói đang dịch lại á. Dịch bắt đầu chẳng dịp 30/4 này nữa thôi chứ hoành tráng luôn á. Đi tràn lan luôn á. Mọi người biết là bắt đầu tới 30/4 bạn còn mấy ngày nữa tới bạn. Ở Phan Thiết về mình có làm thế không? Năm nay là tổ chức ngày năm du lịch bạn. Năm du lịch ở Bình Thuận Phan Thiết về mình là tổ chức giấy rồi. Chẳng dịp năm nay các bạn biết là ngày nói đang dịch Covid bắt đầu phát tán các bạn. Thì mình cũng mong mọi người thêm video déo nhớ chỉ là chia sẻ cho mọi người đi du lịch rồi nhớ là đề cao cảnh giác nha mọi người. À, mình không có gì hơn, mình có khuyên những lời nói thôi chứ bây giờ mình biết sao. Bây giờ ra đường mình đâu có biết ai đâu bạn. Ai dính thì dính, ai bị chứ. Nhưng mình đây cũng vậy là mình đi ra đường mình cũng đâu biết đâu à. Cho nên là mình đi đâu mình cũng cẩn thận tí là an toàn cho mình là tốt bạn. Năm nay các bạn biết năm du lịch Bình Thuận đang tổ chức rồi, các bạn thấy hoành tráng không? Còn mấy ngày nữa 30/4 rồi, mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem nha. Đồ ngon rồi. Nói chung là giờ mình ăn cũng xong rồi mọi người. Chỉ có giờ nha, cảm ơn mọi người xem video nhớ chia sẻ cho mọi người. Mong
một trình diễn giữa một bên để chúng ta mình quay những diễn mới nữa. Chà bị trướng mặt là trường bị chả đó à, ngược lại là trường bị chả hai phương của bạn trường tâm đại lộ đây chứ. Bây giờ quay thêm một chút video nha, là mong xem video nhớ một kênh rồi ủng hộ cho cô ấy. Rồi bây giờ mình chờ bye bye mọi người nha mọi người.